Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của em ha. Thì hôm nay em có một cây hải châu này, nó đang ra tược, nhìn khá là đẹp này, nên em làm clip chia sẻ đến mọi người xem vui ha. Thì ai đã theo dõi video kênh của em thì chắc sẽ biết cái cây này. Hôm bữa em lúc em mới lấy về em có làm clip chia sẻ. Nó là một cây hải châu mà lá nó tròn đục xu ha. Thì hôm nay em trồng nó đã sống khỏe rồi nè, nó đang bung tược non rất là nhiều, nên em làm clip này chia sẻ đến mọi người cùng ngắm. Em tiện thì mình sẽ nói chuyện tản mạn về cây hải châu để mọi người giải trí ha. Đó, thì cây này em cũng lồng cả hai chậu luôn nè, cái chậu của anh gửi cho em nè. Em sợ gỡ ra nó động rễ nên em lồng nó vô luôn. Thì mọi người mới chơi mà còn chưa có nhiều kinh nghiệm thì khi mà mới lấy cây phôi về thì nên trồng như thế này ha, để cho, tại vì cái cây khi mà đánh đi rồi vận chuyển thế nào nó cũng bị ảnh hưởng đến bộ rễ. Nếu mà mình vội vàng mình thay chậu cho nó liền á thì nó, nếu mà mình kinh nghiệm chưa có nhiều á thì cái cây nó rất dễ bị suy ha. Nên mình cứ lồng như thế này mình nuôi một thời gian, bao giờ mà cây nó khỏe hẳn á, nó già riết mình rồi, mình lúc đó mình thay chậu cũng chưa muộn ha. Chơi cây mà mình không có nóng vội được, cứ từ từ thôi thì cây nó mới khỏe ha. Chứ em nhà em thường em mấy cái cây này về em trồng chứ em không có dùng kích rễ cái đồ gì hết, chủ yếu mình biết giữ gì bộ rễ cho nó ổn định rồi mình chăm sóc tốt thì cây nó phát triển thôi. Nè mọi người thấy hôm nay cây này nó đã bung mầm non rất là nhiều nè. Em làm clip chia sẻ cái này tại vì nó có một cái điểm mà đặc biệt, nó là nó đỏ đỏ ha. Đọt nó màu đỏ ha. Đó. Cái này là ngay cái mùa này là nó không đủ nắng á. Chứ cái dòng này mà nếu mà đúng vào mùa nắng á, là cái đọt nó sẽ đỏ hơn, nó là nhìn rất là đẹp ha. Cái này là em không có biết, thì chỉ biết cây này lá đồng xu thôi, rồi về thì nay mới biết cây này đọt đỏ ha. Thì cảm thấy rất là vui. Thì hải châu nó, cái đọt của nó cũng đa dạng lắm. Có đọt màu xanh, đọt màu cam cam, có cái đọt màu đỏ nữa ha. Thì tất nhiên là đọt màu đỏ thì mình nhìn nó sẽ đẹp nhất rồi, kiểu như là nó mang lại may mắn cho mình đó. Hải châu nó khác mấy cái cây khác là nó chơi ha, nó chơi được cả lá nè, cả đọt, cả bông, cả trái nữa. Nay nó bung đọt rất là nhiều rồi, nhìn rất là thích ha. Thì cũng nhiều anh em nhắn em hỏi em là thấy vườn em có nhiều cây đẹp á, sao vườn em có nhiều cây đẹp vậy á, thì hôm nay em cũng chia sẻ ha. Thực ra là tại vì mình làm clip chia sẻ thì mình cứ phải quay cây đẹp thôi, chứ không ai mà khoe cây xấu hay là khoe lượng cây chết hết ha. Chứ mua được một cây, kiếm được một cây lá đẹp như vậy không phải dễ đâu. Thường em mua phôi tầm mấy chục phôi á, em mới tìm được có khoảng, may ra thì được một hai cây mà mình ưng ý thôi ha. Đó. Còn chưa kể đến lượng cây chết nữa. Lượng cây chết thì nó chắc phải gấp 3 lần cái lượng cây mà nó sống được á. Mua cây khai thác thì phải chấp nhận rủi ro như vậy ha. Đó. Thì anh em chơi cây thì nói cái đó là giống như tiền học phí vậy á. Mình chơi bất cứ thứ gì thì mình cũng phải chịu bỏ ra chi phí ha. Từ từ mình mới có kinh nghiệm chăm sóc, rồi kinh nghiệm lựa phôi được đồ thì mình mới chắt lọc dần, thì mình mới có những cây đẹp mình chơi được, mình làm giống được. Chứ nhiều khi em mua phải hàng hải châu núi mấy năm trước á, trồng 3 4 năm trời mà nó không ra được cái bông nào luôn, mà lá của nó cũng xấu nữa ha. Thì cái đó thì mình mấy mấy anh chị mới chơi thì nên tìm hiểu để mình tránh lặp phải cái tình huống đó ha. Cái này là mấy cái cành này cành dư nè, mà em thấy dòng này đã đẹp quá nên em không có tính bỏ đi, em tính để dành, em chiết ra em nhân giống nó để chơi ha, chứ cách bỏ nó thì phí quá. Cây này có bộ đế nổi rất là đẹp nè. Hải châu nó làm tàn rất là lâu ha, bởi vậy mình phải chú ý, mình cắt tỉa, mình dưỡng mấy cái cành mình cần thiết á cho nó phát triển tốt thì nó mới nhanh ấm tàn được. Lũ hải châu này.
Hải Châu với lũ thét, nên mình chơi mình không có lo nó mục ha. Tại vì nó sinh trưởng, nó phát triển rất là chậm, mới trong tự nhiên rất lâu nó mới lớn nên gỗ nó cứng à. Nên mình chơi mình cũng nó có lũ mình cũng không có lo ha, không có sợ nó bị mục. Thường em làm cây á, em sẽ cố gắng làm sao để hai mạch nó đều có thể chơi được, để khi mình chơi mạch này chán thì mình quay cái mạch sau mình chơi ha. Mỗi mạch nó đều phải có một cái nét riêng hết. Vậy vậy nên em mới khuyên rằng mấy anh chị mới tập chơi á, thì nên mua cái cây đã sống khỏe rồi ha, để mình về mình dễ chăm sóc nè, với lại mình nắm được cái bộ lá bông nó là sao, mình sẽ không phải chịu những cái rủi ro cây chết hay là dòng lá xấu hay là nó không có ra bông trái ha. Tại vì mình mua nhiều khi cái cây nó không giá trị bao nhiêu, nhưng mà mình về mình trồng mà mình không không ưng ý á, thì nó cũng rất là phí ha. Mình cũng thấy mình cũng thấy không vui, thà bỏ tiền mắc một chút nhưng mà mình sở hữu được một cái cây mà mình biết được giống của nó đẹp hay xấu, đẹp ha. Như cái này em mua cũng giá cũng cao chứ không có rẻ đâu, nhưng mà mình thích thì mình thấy phù hợp thì mình mua thôi. Dạ, với em có một lưu ý đến mấy anh chị mới tập chơi á, là cái nay cũng là tháng 10, gần sang tháng 11 rồi, thì nó chuẩn bị sang mùa lạnh, mùa đông á, nên thường cây á, nó sẽ có ngủ đông á. Bởi vậy nên nếu mình có mua cây thì theo em á, thì mình nên mua những cái cây đã sống khỏe ha, về mình chơi ha. Tại vì còn những anh mà đã nuôi trồng chuyên nghiệp thì em không dám nói, nhưng mà mình mới chơi thì mình mua nên mua cây đã sống khỏe về để chơi. Tại vì mùa này là mùa cây nó bắt đầu ngủ đông á, nếu mình mua cái phôi mà nó mới khai thác ngoài tự nhiên về á, mình trồng á, thì theo em thì khả năng chết nó rất là cao ha. Tại vì nó qua một mùa sinh trưởng của nó đã ra trái ra bông rồi, cái mùa này là để nó ngừng phát triển, nó nghỉ ngơi. Vì thế nên nếu mà mình khai thác từ rừng về á, là nó sẽ bị đứt hết rễ, thì cây nó rất là suy ha, gặp cái mùa lạnh nó không có sinh trưởng đó. Nên mình mua cây khai thác về á, thì mình nên cẩn thận ha. Nhiều khi nó mùa lạnh là cây nó ngủ luôn, nó không có phát triển luôn á. Đó, mình bỏ tiền ra thì nhiều khi không bao nhiêu, nhưng mà mình về mình trồng mình chăm sóc mà cây để cây nó chết thì mình cảm giác nó không vui ha. Đó là cái kinh nghiệm của em á. Tại vì mấy năm trước em cũng mua phôi khai thác mùa này nhiều rồi, và thực ra cái lượng chết cũng rất là nhiều ha, nhưng mà do mình chơi mình thì khoe cái đẹp thôi, chứ còn cái lượng cây xấu hay lượng cây chết thì em không có chia sẻ, nên mọi người cứ tưởng là vườn em lúc nào cũng có cây đẹp mà không có cây xấu ha. Vườn nào cũng có cây đẹp cây xấu thôi. Dạ rồi, hôm nay em thấy cây này lá đẹp quá nên em làm clip chia sẻ đến mọi người xem vui với em. Tiện em nói chuyện tản mạn một chút về cây Hải Châu ha. Mọi người, đây là quan điểm cá nhân của em thôi, mọi người dùng để tham khảo thôi ha. Dạ rồi, em cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Mọi người ai thấy hay hữu ích thì xin cho em một lượt like, một lượt đăng ký kênh để em có động lực em làm thêm các clip tiếp theo chia sẻ đến mọi người ha. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại ạ.